Xin kính chào các anh chị đến với đầu tư giá trị vàng. Ở phần 49 này thì Edfin Việt Nam muốn gửi đến quý các anh chị về phân tích định giá cổ phiếu Thiên Long. Thì trước tiên vào nội dung thì cũng trao đổi lại một lần nữa với các anh chị, đây không phải là phí màng hay là khuyến nghị đầu tư hay không, mà vấn đề ở đây đó là việc phân tích, và đặc biệt đó là tập trung vào cái vấn đề định giá để các anh chị có thể có những cái mẫu để ứng dụng tham khảo, học hỏi được cái phương pháp định giá và tự mình đưa ra được cái định giá cho cổ phiếu. Chính vì thế cho nên các anh chị hãy lưu ý là như vậy, chứ không phải là mỗi việc định giá cổ phiếu của Edfin đưa ra là phải khuyến nghị mua hay khuyến nghị bán hay vân vân. Các anh chị lưu ý là như vậy nhá. Cái quan trọng là học được gì, rút ra được từ cái vấn đề này, chứ không phải là mua hay không mua. Thì đầu tiên về cái thông số khi phân tích định giá một cổ phiếu thì chúng ta cần phải liệt kê. Thứ nhất là giá biến động 52 tuần cho thấy rằng là một năm qua thì nó chạy từ mức nào đến mức nào, như thế nào, ra sao. Thứ hai là số lượng cổ phiếu lưu hành là 78.594.000 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ là 785.940.000.000 đồng. Và giá thị trường cổ phiếu hiện nay là 53.000 đồng. Tức là chúng ta có thể thấy nó nằm giữa ở cái khoảng 448 đến 57, đúng không ạ? Vốn hóa thị trường hiện nay là 4.166 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu năm 2024 là khoảng 2.420 tỷ đồng. EPS năm 2024 khoảng 5.800 đồng. PE năm 2024 khoảng 9.1 và PB năm 2024 khoảng 1.72 lần. Tiếp theo là chúng ta cần phải nghiên cứu về cái cơ cấu cổ đông và chất lượng cổ đông. Thì về cái cơ cấu cổ đông thì hiện nay thì cái cổ đông của TLG nếu nước ngoài thì nắm là 22,72%. Còn lại Zoom ở trong nước đó là 77,28%. Thì các cổ đông trong nước thì đó là công ty cổ phần đầu tư Thiên Long An Thịnh. Thì về cơ bản thì đây là một cái công ty, Thiên Long này là một cái công ty thuộc sự quản lý của những người Hoa, những người Việt gốc Hoa. Và đứng đầu ở đây chính là ông Cô Gia Thọ, một doanh nhân cũng rất nổi tiếng. Và cái cổ đông này họ rất bền vững, họ duy trì rất lâu dài. Về cơ bản thì được đánh giá là tốt, ít biến động. Tiếp theo là về cái cơ hội và rủi ro đối với Thiên Long thì chúng tôi xin tóm tắt như đây. Thì khi đánh giá một cổ phiếu ấy, thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cả hai mặt, rủi ro cũng như cơ hội, thì để có một cái nhìn khách quan và tổng thể hơn. Đối với Thiên Long thì thương hiệu mạnh, vị thế lớn trong ngành tại Việt Nam. Có thể thấy rằng là Thiên Long đi cùng chúng ta theo năm tháng. Đặc biệt là những anh chị là từ 7X đổ lại, 7X, 8X, 9X, 0X. Thì chúng ta là ngày xưa thì thường là dùng bút bi Thiên Long, rồi bút bưng mực Thiên Long, rồi vở, rồi rất nhiều các thứ của Thiên Long, thước kẻ Thiên Long, vân vân, đúng không ạ? Rồi khi lớn lên thì chúng ta làm văn phòng, thì chúng ta cũng có văn phòng phẩm của Thiên Long và rất nhiều các cái thứ khác nữa. Rồi tiếp theo cái cơ hội thứ hai đó là cái công suất của Thiên Long vẫn còn mở rộng, vẫn còn tăng trưởng được, vẫn còn mở rộng được, bởi vì cái hiện nay họ chưa hoạt động full công suất. Cái thứ ba là họ đang mở rộng xuất khẩu để làm sao hướng đến một cái thị trường đại dương xanh. Tức là đứng trên góc độ ở trong nước chẳng hạn thì nó rất là ngột ngạt, bởi vì thị phần vân vân những thứ cũng đã cao rồi. Nhưng so với toàn cầu thì rõ ràng thị phần còn rất nhỏ, nếu tận dụng tốt thì có thể là chiếm lĩnh thị phần mạnh mẽ được, đúng không? Và thứ tư nữa đó là sức khỏe tài chính của Thiên Long tốt, với nợ vay ròng âm 25%. Tức là lấy tất cả các cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền trừ đi nợ, trả hết nợ thì vẫn còn dư khoảng 25% so với vốn chủ sở hữu. Tức là đâu đó nó còn khoảng độ 500 tỷ nữa. Được chưa? Và chính vì cái tài chính mạnh như thế, thế do đó có thể giúp Thiên Long trả cổ tức 2.500 một năm và có thể tăng 10% một năm trong tương lai. Về cái điểm yếu đó là công nghệ, rủi ro ấy, công nghệ thì đang phát triển rất mạnh. Do đó văn phòng phẩm bị thay thế một phần bởi điện toán đám mây và bởi các cái thiết bị công nghệ khác. Ví dụ trước đây tài liệu thì người ta lưu trữ hoàn toàn bằng bản giấy, thì người ta cần những cái thiết bị văn phòng để người ta lưu trữ, thì cái đó là Thiên Long cung cấp. Nhưng hiện nay thì họ lưu trữ bằng phần mềm, lưu trữ trên điện toán đám mây vân vân. Chính vì thế cho nên là nó cũng đã thay thế khá nhiều, chứ không phải ít. Cho dù là Thiên Long mà lấy thêm được thị phần nhưng mà quy mô ngành nó nhỏ xuống, thế thành ra là cũng bị ảnh hưởng nhất định. Thứ hai là việc cạnh tranh rất khốc liệt với hàng Trung Quốc, có giá rẻ, mẫu mã đẹp và công nghệ của họ cũng rất cao. Và thứ ba là tăng trưởng hiện nay của Thiên Long là chậm rồi. Tiếp theo về cái Thiên Long, các sản phẩm của Thiên Long thì chúng ta có thể thấy ở đây gồm 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm bút viết, đúng không ạ? Nổi tiếng nhất với các cái bút bi Thiên Long ngày xưa. Thứ hai là nhóm dụng cụ văn phòng. Dụng cụ văn phòng anh chị có thể nhìn thấy đây, đúng không? Các cái kẹp tài liệu, rồi là kéo, rồi là dao dọc giấy, rồi là keo, rồi là bút xóa, rồi là bút mực, rồi vân vân.
kẹp, ghim, ABC. Rồi tiếp theo là nhóm dụng cụ về mỹ thuật, tức là bột màu vẽ, bút vẽ, vân vân. Rồi là nhóm dụng cụ học sinh, có thể là cặp sách, ba lô, vân vân. Và cái hệ thống phân phối của Thiên Long là rộng khắp. Nó là số 1 Việt Nam về thị phần, nhiều mảng là chiếm tới 50% thị phần. Thì hiện nay thì có mặt trên 63 tỉnh, có hai tổng kho ở miền Bắc và miền Nam, và xuất khẩu lên tới 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó xuất khẩu sang châu Á, các nước châu Á 52%, EU 8% và Mỹ là chiếm 39% của thị phần xuất khẩu, các anh chị nhé. Tiếp theo về cái chất lượng tài sản và nguồn vốn của Thiên Long thì được đánh giá là tốt. Tốt. Ở đây chúng ta nhìn thấy chỉ số tài sản trung tính là bởi vì về cơ bản là nó có khoản phải thu. Thì khoản phải thu này nó xuất phát một phần đến từ cái việc là xuất khẩu đi nước ngoài thì phải thu nó thường cao hơn, nó dài hơn một chút, nhưng mà nó không phải rủi ro, không phải rủi ro mà đánh giá là an toàn tốt. Còn nguồn vốn thì gần như toàn bộ, gần chủ yếu là vốn chủ sở hữu, cái màu xanh ở bên này này anh chị nhìn nhé. Còn nợ vay rất là thấp, rất nhỏ, họ có thể trả bất kỳ lúc nào. Và cái kết quả kinh doanh của họ thì đang tăng trưởng trở lại, anh chị có thể nhìn thấy ở trên báo cáo doanh thu bên tay trái đây, thì cái cột doanh thu quý 2 năm 2024 đã đạt kỷ lục của kỷ lục. Tương tự như thế, lợi nhuận cũng đạt kỷ lục của kỷ lục, khoảng gần 250 tỷ anh chị nhé. Và kỳ vọng rằng năm nay kết quả kinh doanh của Thiên Long cũng có thể đạt kỷ lục từ 450 đến 500 tỷ đồng. Tiếp theo về cái hiệu quả kinh doanh ổn định và đang khởi sắc này, cùng với cái kết quả kinh doanh tốt như chúng ta vừa xem doanh thu và lợi nhuận, thì cái biên lợi nhuận thì cũng tăng trưởng theo. Điều này có được là nhờ Thiên Long cũng tiết giảm chi phí là một phần. Thứ hai là cái công suất nhà máy vẫn còn. Thế do đó là họ sản xuất thêm một đơn vị thì khấu hao nó vẫn vậy, thế thành ra làm biên lợi nhuận tăng lên. Nếu mà trong thời gian tới mà Thiên Long tiếp tục gia tăng được doanh số thì rõ ràng cái biên lợi nhuận còn tăng nữa, thì lợi nhuận nó sẽ tăng mạnh hơn so với doanh thu. Ngược lại nếu mà bị suy giảm mạnh thì lợi nhuận sẽ giảm mạnh hơn so với doanh thu, các anh chị nhé. Tiếp theo về cái dòng tiền của Thiên Long, đường màu xanh kia, cái cột màu xanh chính là cái cột dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, anh chị nhé. Nó cho thấy nó rất là mạnh mẽ và mang lại tiền rất tốt, từ đó thì giúp Thiên Long trả đi nợ và cái cơ cấu tài chính tốt, đặc biệt là cổ tức tiền mặt đang gia tăng rất là mạnh này. Chúng ta nhìn có sự trồi sụt nhưng mà về cơ bản nó vẫn là hình xoáy chôn ốc đi lên và cổ tức nó vẫn gia tăng tiếp tục. Thế do đó là nó đáp ứng được cái mục tiêu là có dòng tiền từ cái việc đầu tư cái cổ phiếu Thiên Long. Tiếp theo là về cập nhật tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm. Thì 7 tháng đầu năm thì doanh thu ròng là 2.283 tỷ, tăng 3%, là 60% mục tiêu. Trong đó thì nội địa là 1.625 tỷ, giảm 3%. Nó cho thấy cái tình hình cạnh tranh khốc liệt, bên cạnh đó là cái nhu cầu nội địa nó cũng giảm đi do cái công nghệ nó mạnh lên. Rồi về cái xuất khẩu thì đạt 658 tỷ, tăng tới 22%, gánh toàn bộ cái tăng trưởng của công ty. Thì như vậy có thể thấy rằng xuất khẩu đâu đó đã chiếm khoảng độ gần 30% rồi, đúng không ạ? Gần sấp xỉ 30% đó, và nó đang tăng. Thì đây chính là cái động lực tăng trưởng chính của Thiên Long trong tương lai. Và cái lợi nhuận gộp thì tăng 8%, cao hơn so với tăng doanh thu của 3% thôi. Còn cái chi phí, giảm chi phí quản lý và bán hàng 614 tỷ, giảm 3%, tiết giảm tốt. Rồi tiếp theo cái lợi nhuận sau thuế đạt 357 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào doanh thu tăng, nhờ vào chi phí giảm, được chưa? Và chúng ta có thể thấy nhìn rất rõ các cái chỉ tiêu hiệu quả, lợi nhuận gộp gross margin đạt 45,8%, tăng so với 43,6% một trước. Lợi nhuận gộp nghĩa là sao? Ví dụ 100 đồng doanh thu trừ đi chi phí giá vốn thì là ra lợi nhuận gộp. Thì lợi nhuận gộp chỉ như vậy là chiếm gần một nửa. Tức là ví dụ cái bút bán 2.000 thì lợi nhuận là khoảng độ 950 đồng, anh chị nhé. Đó, hơn 900 đồng. Tiếp theo là cái chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thì nó giảm từ 28,5 còn 26,5 thôi. Từ đó làm cho lợi nhuận ròng đó là 15,6%, tức là 100 tỷ doanh thu thì có lợi nhuận sau thuế là 15,6 tỷ. Đó là cái kết quả kinh doanh 7 tháng của Thiên Long, các anh chị nhé. Tiếp theo về cái định giá Thiên Long, chúng ta có thể thấy ở đây nếu trung vị của Thiên Long khoảng 10.91 và PE cho cuối năm nay thì hiện chỉ khoảng 9,1. Thế do đó là nếu mà PE cuối năm nay mà tương đương với trung vị chẳng hạn thì nó là 63.800 đồng. Đó, thực ra là cuối năm nay cũng không hẳn, là bởi vì khi có kết quả kinh doanh thì phải là đầu tháng 2 năm 2025. Nếu mà nó ở mức trung vị 10.91 lần thì nó tương đương với giá 63.800. Còn PB trung vị là 1,86 lần. Nếu mà theo trung vị ở đầu năm tới thì nó là 57.900. Các anh chị nhìn vào lại hỏi tại sao mà PE thì nó lại cao hơn so với PB như thế? Giá lại cao hơn, đúng không? 63.800 so với 57.900. Nguyên nhân chủ yếu là do ROE tăng, hiệu quả kinh doanh trên vốn chủ sở hữu tăng. Thế thành ra là cái EPS nó tăng nhanh hơn so với vốn chủ sở hữu. Các anh chị lưu ý nhé. Còn nếu mà thị trường chứng khoán tốt thì Thiên Long hoàn toàn có thể có PE và PB cao hơn 10 đến 20, thậm chí 30%.
so với cái mức trung vị. Đó, thì chúng ta lưu ý là như vậy. Rồi tiếp theo đây mới là định giá này. Thì định giá Thiên Long theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Chứ lợi suất yêu cầu thì thôi Zfin lấy cho đơn giản là 10%. Nó cũng hài hòa hợp lý khi gửi ngân hàng 4 đến 6%. Đúng không ạ? Lạm phát thì nói chung là kênh này rủi ro hơn thì nó yêu cầu cao hơn gửi ngân hàng như vậy gấp đôi, đúng không? Rồi tiếp theo Thiên Long đang trả cổ tức tiền mặt 2,5 và tốc độ tăng trưởng cổ tức lưu ý là có thể đạt 10% trên năm trong 10 năm tới. Còn tất nhiên có thể là có năm họ tăng cao hơn, có năm họ lại giảm trở lại là bình thường. Bởi vì chúng ta không thể dự báo cái gì nó chính xác 100% được mà trong dài hạn như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm mượt nó đi. Đúng không? Còn sau đó thì tốc độ tăng trưởng cổ tức giả định bằng lạm phát 3%. Đúng không? Thì các giả định này là làm mượt đi và kết quả thực tế là sẽ có sự trồi sụt và khác biệt. Đấy lưu ý các anh chị. À, và cái năng lực trả cổ tức này hoàn toàn trong tầm tay. Bởi vì EPS năm 2024 là 5.800 đồng. Nếu có tăng 10% cổ tức một năm mà lợi nhuận không tăng 10 năm tới thì vẫn có thể tăng được cổ tức. Đó, còn nếu mà nó tăng được kết quả kinh doanh thì cổ tức tăng 10% quá đơn giản đối với nó. Thậm chí nó có thể tăng cao hơn. Thế do đó là những giả định này là có những sự thận trọng nhất định. Thì về việc định giá thì đầu tiên là tăng bền vững, giả định tăng bền vững 3% là từ năm thứ 11. Vậy thì chúng ta định giá được giá ở năm thứ 10 là P10 bằng D11 chia cho R trừ G. D11 ở đây là cổ tức năm thứ 11 anh chị nhé. Thì cổ tức năm thứ 11 chia cho R, R đây là lợi suất yêu cầu là 10%, G là 3%. Và D10 cổ tức năm thứ 11 thì bằng cổ tức năm 0 nhân với 1,1 mũ 10, tức là mỗi năm tăng 10% thì ra cổ tức năm 10. Cổ tức năm 10 mà ở đây chúng ta lấy cổ tức năm thứ 11 thì lại phải nhân với 1,03 nữa. Thế thì chia cho 10 phần 300 trừ 3% thì ra là 2.500 đồng cổ tức năm nay nhân với 1,1 mũ 10 nhân 1,03 chia cho 0,07 thì ra là 95.413 đồng trên một cổ phiếu vào năm thứ 10. Tuy nhiên đấy là năm thứ 10 của tương lai. Chúng ta muốn biết là ở hiện tại bao nhiêu thì chúng ta phải chiết khấu cái giá P10 này về P0 bằng cách là lấy 95.413 đồng chia cho 1,1 mũ 10. 1,1 mũ 10, được chưa? Rồi chúng ta cộng thêm cái dòng cổ tức trong 10 năm tới, chiết khấu về hiện tại. Tức là năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5, năm 6, năm 7, năm 8, năm 9, năm 10, chiết khấu về hiện tại. Để tính cái giá P0 hiện tại thì chúng ta sẽ lấy đây, D1 chia 1,1, D2 chia 1,1 bình, D3 chia 1,1 mũ 3 đến D10 chia cho 1,1 mũ 10. Và cộng với cái giá 10 này, năm thứ 10 chia cho 1,1 mũ 10 thì ra giá cổ phiếu tương ứng với khoảng 617.000 61.786 đồng trên một cổ phiếu. Thế là định giá chiết khấu theo cổ tức như vậy các anh chị nha. Rồi này, đối với đánh giá đối với Thiên Long thì đây là kết quả kinh doanh tăng trưởng khá tốt nhờ xuất khẩu tăng, công suất hoạt động tăng giúp giảm chi phí phân bổ sản phẩm. Công nghệ hiện đại thì giúp nâng cao chất lượng và giảm chi phí. Nhà máy tự động tốt hơn. Rồi sản phẩm cũng ngày càng đa dạng, sáng tạo và đáp ứng cái yêu cầu mới. Chất lượng tài chính thì tuyệt vời. Với nợ vay ròng là âm 25%, tức là tiền còn nhiều hơn so với nợ rất nhiều. Thế thành nhà Thiên Long trở thành một cái con đê gà để trứng vàng được cho các cổ đông của họ. Và cái rủi ro lớn nhất đó là công nghệ đang phát triển ngày càng mạnh, từ đó nó thay thế các sản phẩm của Thiên Long. Bởi vậy chúng ta cũng cần phải bám sát. Đó, chứ không hẳn là chúng ta dự báo rằng 10 năm tới có thể tăng trưởng cổ tức thế mà nó chạy như thế đâu. Chúng ta phải bám sát hàng quý, hàng năm anh chị nhé. Lưu ý là như vậy, bởi vì nó có thể thay đổi bất ngờ thì lúc đó chúng ta sẽ ứng xử. Chứ còn đứng trên góc độ hiện tại thì chúng ta không thể lường được hết những cái gì nó xảy ra trong tương lai. Và những cái giả định đó là dựa trên cơ sở những gì có được, dự báo được. Đó, chứ không phải là những bất thường chúng ta có thể tính được. Và Thiên Long thì có thể trả cổ tức bằng tiền mặt. Hiện nay là 2.500 chia giá khoảng 53, tương đương 14,7%. Và tăng trưởng cổ tức 10% một năm trong 10 năm tới. Đó, thì đấy là những cái thông số về Thiên Long gửi đến các anh chị để các anh chị tham khảo về cái cách phân tích, đánh giá cũng như định giá cổ phiếu Thiên Long. Chúc các anh chị có những nội dung hữu ích.